Úi giời ơi kìa. Này, ô tô. Này, ô tô. Ôi. Ê, đón khách chứ không đón, phóng nhanh thế. Ê các bác ạ, cái số em nó nhỏ thế đấy. Được nghỉ mấy ngày để về thăm vợ thăm con. Cái ra chậm có một tí, xe nó lại chạy mất rồi. Tha hương vất vả quanh năm, được dằm ngày nghỉ về thăm quê nhà. Ngày thứ nhất thăm mẹ thăm cha, hai thăm bà xã ba là thăm con. Ngày thứ tư tiền gạo trắng còn, lại khăn lại gói nước non em tung hoành, nước non em hoành tung ngái. Ừ, này ô tô cho về phủ lý bên đây. Ê, Nam Định à? Ê. Ui giời, các bác ơi. Ơi, cho em hỏi là giờ này còn xe về phủ lý không ạ? Hết rồi. Ô, buồn cười nhỉ, gần Tết này kiểu gì cũng còn một chuyến xe vét đấy. Xe đã bảo làm gì còn, mai không, nhá. Không, mai em đi không? Không, ừ, chắc chắn là phải còn một chuyến xe vét, em không biết đâu. Bây giờ em ngồi ở đây nhá, thế sau ngồi nếu mà có cái chuyến xe vét nào đi qua thì các bác bảo em với nhá. Ông ngồi đây. Nhớ đi, người ta lỡ đi. Về đâu anh chở? Về đâu anh chở? Em không đi đâu, em có bạn trai đón. Úi giời, xeo manh giá rẻ giật mình phục vụ nhiệt tình luôn. Hả? Về đâu? Về đâu? Em đã bảo không đi mà lại. Không đi thì thôi, lại cứ gật đầu. Ê, anh Dạ ơi, xeo không? Úi giời, không đi, tôi đi taxi rồi. Úi xeo, về đâu em chở? Về đâu em chở? Anh trai này nói nhiều thì tôi bảo tôi đi taxi mà lại. Không đi thôi, làm gì mà nóng nè. Khách rồi. Ôi giời, này, đi đâu? Về đâu? Lên xe. Cái gì đấy? Ai đi? Ai xe, bảo xe, gì xe. Mà làm loạn đấy? Về đâu? Ô tô nó chạy cách đây 15 phút trước rồi. Bác về đâu em chở? Ô tô. Khổ quá, nó bảo ô tô nó chạy lâu rồi. Bác về đâu em chở? Lên xe. Ô tô. Ông này đẻ ra Liên Xô hay sao mồm cứ ô tô. Này. Gì? Ronaldo. Marcelo. Này. Hả? Ronaldinho. Mi cửa rô. Ê, chữ nghĩa kinh phết đấy. Này, thế có đi không? Ô tô. Không đi thì thôi, mồm cứ ô tô. Này. Cái gì? Ông đứng đây từ giờ đến sáng mai ấy. Chả có ô tô nào đâu. Ô. Nhá. Thôi. Này. Ô tô. Này. Lên xe. Làm cái gì mà gớm. Lên xe. Từ đấy. Thế đây về phủ lý bố cháu lấy bao nhiêu? Giời. Từ nãy giờ không nói luôn. Còn vậy đặt làm trò. Đấy. Như bác biết. À. Bác lên ô tô nó lèn bác như lèn lợn. Úi giời. Nó lấy bác 150. À. Xe một mình một ghế ngồi như thượng đế. Em lấy bác 2 lít. 2 lít là 2 lít xăng hay là 2 lít sữa? Ô. Ông này quê nhỉ. Xe máy người ta ai lại chạy bằng sữa? Quá ngang trâu bò. À. 2 lít ở đây là 200 đấy bố ạ. 200? Vâng. Úi giời. Này. Hả? 20cc thôi. Là bao nhiêu? Gầm thế mà gầm trên mình quê. 20cc đó là 1/4 của 2 lít. Quá rốt toán. Nói luôn đi, là bao nhiêu? 1/4 của 2 lít là 2 lít chia 4 là bằng 20.000. 20! Hả? À? Từ đây về phủ lý bố là 20! Hả? À? Em bảo, Ừ. Ông ấy điên à? Gì đấy, quát ghê thế. Hai. Con này, mày không đi thôi nhá.
Ui giời. Này, thế không còn xét đấy. Mày Trung, gom 90 đi. Hôm qua là giá cuối đây. 101. Này, này, ông chửa xăng cái sao ông lại ăn nhẹn nhẹn. Này, gom quá. Thôi, nhìn bác cũng thật thà chất phát. Em lấy bác 150. 120 đi. 150. 125. Đã bảo là 150. 190 đi. 150. Ồ. Thế mà cứ chê mình ô tô mình bảo lên đi. 190 này vẫn còn 150. Xe nó đồng giá. Bác chạy từ đây ấy về Thanh Hóa thì em cũng chỉ lấy bác 150 nhá. Lên xe, lên xe. Không tăng giá nhá. Rồi yên tâm, okay. Lên xe. Từ từ. Hả? Này cái xe của chú trông nó đồ chơi, để cái này có đi cũng yên tâm. Ui giời ơi. Đây. Em trân trọng giới thiệu quả xe của em để cho bác yên tâm nhá. À, giới thiệu đi. Xe đây. Xe chất lượng cao phi. Xe chất lượng cao phi nhanh à như gió. Một giờ trăm cây. Số taxi bằng bố anh hùng trên xa lộ tay lái. Taxi lái siêu phàm. Việc gì bác phải bắt ô thì tô. Không việc gì phải bắt ô tô. Đây, yên tâm chưa? Nghe tay này giới thiệu với xem, yên tâm phết đấy. Ý chiệt. Lên xe. Này. Lên xe. Chết, anh bảo thật. Hả? Anh có cái bệnh tim. Tôi vừa mới quay ấy, lên chú quay thế anh rơi tim anh chết đấy. Tim em cho vào bệnh viện phụ sản luôn. Cho tim lại vào bệnh viện phụ sản. Trong đấy nó cũng có khoa tim. Thôi lên xe. Nhưng mà không quay như vào xong nhá. Rồi yên tâm. Yên tâm. Nhớ đấy. Rồi. Đi dậy ngã ngất. Được chưa? Ui giời. Ôi đặt xuống. Cái gì đấy? Đặt xuống. Ui giời. Ôi. Làm gì mốc đầu ghê thế? Tính anh lên xe là cứ phải bốc thử cái. Cái tay này già mà máu. Được rồi. Lên đi nhá. Đi. Ôi trời ơi, sao thế? Đã dặn là đi từ từ thế này. Bảo bám chắc vào thì không bám, xe không ngồi nguyên đất. Trời ơi, xe ngồi vào cái kê vào cái gì thế, mẻ cái gì? Đây. Ôi giời ơi. Gạch nhọn. Mông nhọn gặp gạch nhọn đập vào té lửa luôn. Được rồi. Rồi. Đi không sao, không sao. Lên xe. Giả cả gì bảo đi từ từ. Thôi để người ta nhắc. Thôi. Từ từ thôi đấy. Rồi yên tâm. Lên đi. Được chưa? Ui trời. Sao thế? Dạ. Ui. Đinh thế này sao đấy? Hả? Ui giời. Đinh à? Đâu? Bố lứa đẻ rồi. Ui giời ơi. Em xin lỗi. Hôm qua chở hai con lợn ngót hơn 2 tạ, hỏng bố cái yên cắm tạm cái đinh vào cho nó chắc. Thôi ông lại chở cả người. Thôi. Đợt này có tiền của bác rồi là em về thay quả yên mới luôn. Anh nhá. Rồi yên tâm lên xe. Đi xe nó ghê bỏ xe hơn. Rồi. Ê. Lên đi. Ê. Hả? Đuôi lên. Đấy. Miếng nữa này. Đấy. Tí nữa đi. Chạm bình xăng rồi bố. Thế thôi bắt xe khác đi này. Thì đây được chưa? Được rồi. Nó phải. Lên đi. Tránh đinh. Ôi bác ơi. Ơi. Ui rồi. Ui rồi. Ngồi dịch xuống. Anh tránh đinh. Thục đi. Đàn bà con gái ngồi này được, đàn ông con trai ngồi này ghê bỏ mẹ. Ui trời, không nhưng mà mình ngồi mà đít nó cà vào đinh nữa ghê bỏ ra. Thế được rồi, đi nha. Đi nhá. Này chú ơi. Hả? Này thế, sao đường có phẳng thế mà chú đi sóc thế? Nghỉ đường sóc thì bác phải hỏi đường chứ. Em có là đường đâu mà bác hỏi em. Bác hỏi em xong em biết hỏi ai? Hỏi ai? Bác còn lạ gì cái giao thông ở Việt Nam mình nữa. Nay nó đảo, mai nó lại lấp. Phức tạp lắm. Để em kể cho bác nghe nhá. Kể đi. Nằm ma thằng lấp thằng nghỉ thằng nào. Mặt đường nó thành ra hầm hố.
mặt đường nó thành ra băng bổ. Đi xe mà sắp như đi ngựa, hết tránh ổ vòm thì lại gặp ổ chó, hết tránh ổ chó lại mó ổ gà. Vững vàng tay lái mà xông ra ấy mây đường xa. Chưa em rồi, mát rồi đấy. Rồi, cao tốc. À cao tốc rồi hả? Vâng. Bác ơi. Ừ. Anh em mình hỏi thăm nhau tí nhỉ? Cứ hỏi thăm nhau tí cho đường xa gắn lại. Bác tên gì? Bác tên gì? À anh á. Vâng. Anh mà Mão. Hả? À, Văn Mão. Mão hả? Ừ. Mão là Mão đi. Trời ơi, bao nhiêu tên người không đặt nên cứ đặt đi. Tên động vật thế. À gớm thì chú, ngày xưa các cụ đặt tên nào thì biết gọi thế. À vâng. Ừ. Ê chú ơi. Dạ. Ê chú tên gì? Em á. Ờ. Tuất. Hả? Tuất. Cái gì Tuấn hả? Đã bảo tên là Tuất. Tuất đó. Vâng. Tuất tức là... Hả? Vâng. Phải tên xấu thế. Này, thế vừa rồi chú Tất lại cứ chê mèo lắm lông. Ơi thì ngày xưa các cụ đặt thế nào biết thế. À đấy hả? Ừ. Vâng. Thế năm nay bác bao nhiêu tuổi? Cái gì nhỉ? Bác bao nhiêu tuổi? À mình á. Vâng. 47. 47? Ừ. Đâu, xem mặt nào. Đây. Úi giời. Nhìn được. 47 nhìn trông như 74, mặt ngầu như quả táo tàu. Chú xem lao động vất vả thế đâu chẳng nhọc. Vâng. Ừ. Ui chú. Sao thế? Kí lại nhưng à, kí. Sao? Kí. Ui sao thế? Xuống. Ui giời ơi. Bụt chết tủy. Sao? Ấy. Thì anh tổ phát. Giời ơi đứng luôn em. Đứng đây em che cho mà đi. Thôi ai mình văn minh lịch sự mình phải vào trong chỗ kín. Lịch sự. Thôi. Ui, hả? Phản báo. Gì cứ níu kéo thế. Khổ quá, đưa cái túi em cầm cho vào trong đấy, nó tối nó nguy hiểm. Ô đây không được đâu. Thế anh mượn chú cái chìa khóa. Mình sợ ông ấy bùng, ông ấy sợ mình té. Nhanh nhá. Ô. Chết rồi, cái đinh nó tuột. Khổ thế thì mình xe mình pháo hôm qua gắn cái đinh. Xong chưa? Đấy, này gần. Lâu thế. Xong chưa? Lênh láng. Thoải mái chưa? À, quên. Xin chú cái túi. Ui giời, bác cho em xin lại cái chìa khóa. Vâng. Chắc cú thế nhỉ. Vâng. Cái xe cộ sao đây? Không sao. Ôi giời, à. Bung mối hàn đây này. Khổ quá, cái đinh hôm qua thì nó bung đấy. Rồi đấy, gớm. Thôi hàn. Không, giời, chậm người. Này chú ạ, gớm. Tôi thấy là trên đời này có trăm cái bạn điều cái gì sung sướng. Nhưng mà cũng vẫn không sung sướng bạn. Sung sướng gì hả bác? À. Chút được gánh nặng trong hỉ trong lòng. Vâng. Mà niềm vui lai láng như sông như hỉ như hồ. À. Anh nhịp lâu mây à tiếng đồng hồ. Có phải tốt bụng căng là như cái trống. Đâu. Ơi muốn thổ ra ngày vâng. Mỗi lần xe sắp đến là cái sắp mà sắp nó rồi là rồi nó sẽ ý ơi ý nó đẩy nó thương cứu mình. Em đổ phịch xuống vệ đường để cho là cho bác chút đi. Ý ơi ý đau khổ thương trong lòng thế rồi tháo khoan hết là xong. xong chưa xong rồi chưa? Rồi. Lên xe rồi từ đã gớm. Muộn thì nó cũng muộn rồi, chú ra đây rồi mà. Cái gì? Đi xe chú mỏi quá chứ. Mỏi đâu mà mỏi. Ở đây. Cái gì đây? Mời chú đi thuốc. Úi giời, thuốc hả? Cái gì kỳ hóa quá. Đấy, Việt Nam tàn bạo. Mua trên Hà Nội. Em xin. Cái này là để về làm quà quê đây. Từ tối rồi mới được điếu thuốc ấy. Úi giời. Anh không hút thuốc, anh không nghiện. Không có lửa. Vâng. À, bác ơi. Ừ? Bác công tác trên Hà Nội hả? Anh làm trên Hà Nội. Làm ở đâu? Anh à? Vâng. Bộ
xây dựng công ty. Bộ xây dựng công ty à? Công ty nào? Công ty bên phía ấy, ấy phía bộ xây dựng bên làm nhà gì đấy, gầm cầu đường. À rồi ơi, em hiểu rồi. Hiểu gì? Có phải sáng sáng chiều chiều bác cầm cuốc xẻng ra gầm cầu vượt rồi ai thuê bác làm việc gì thì làm cái gì? Phía đấy. Ui giời ơi, chợ người, nói luôn là chợ người còn bày đặt bộ xây dựng công ty xì gì à? Ôi kìa. Ôi bác ơi. Bác ơi. Ông bỏ ai chính diện đấy hả? Bác ơi. Hả? Ông bỏ ai chợ người đấy hả? Kìa bác. À, này tôi nói với ông nhá, nghề gì không là nghề hả? Rồi. Hả? Quét rác rồi ô xin rồi vú em không là nghề à? Vâng. Hả? Như ông ấy này. Em sao? Ông làm cái nghề chuyên chở hành khách đây này, chứ không phải là nghề à? Ui, em xe ôm thì bác bảo là xe ôm lại còn bày đặt chuyên chở hành khách, nghe cái như là phi công nội bài chứ còn sao nữa, nghề gì chả là nghề. Ôi bác ơi thôi, trời tối rồi, bác lên xe em chở bác về cho nhanh nhé. À ừ, chết, chú nhanh chú chở anh về với cả bu cháu nhé. Rồi lên xe đi. Mong rồi. Ui giời, đi được rồi chưa? Được rồi. Bác ơi. Gì? Bác công tác trên Hà Nội lâu chưa? À cũng hơn năm thôi. Hơn năm? À, ừ. Úi giời, chuyến này chắc mang về cho vợ con nhiều lắm nhé. Yeah. Ui giời gơm, cũng vất vả lắm chú ơi. Ui giời, làm việc gì bây giờ chả vất vả. À, ừ. Cốt yếu là làm được bao nhiêu? À, thì đấy gơm, đây là người ta thuê gì làm đấy. Vâng. Rồi cũng thắt lưng buộc bụng có dám ăn được. Ui tốt. Cũng không nguy canh. Cũng thắt lưng buộc bụng mang về được vâng. Cho vợ con đấy. Bao nhiêu? À, 5 triệu. Nhìn đường đi thẳng. Bao nhiêu? Khổ quá, 5 triệu đấy. Sao thế? Ờ, bác ơi. Ừ? Em bảo nhá. À. Bây giờ em chở bác đi một cái lối tắt. À. Tuy nó hơi sắp nhưng mà về nhà cho nó nhanh. Ôi trời, tùy chú. Chú là cánh lái xe đường nào chú biết là về nhanh mới là bu cháu cũng nó mỏng chết ấy. Nhá, tùy. Vâng. Đi nhá. Ừ. Làm được nhiều không? Hả? Làm được nhiều không? Đã bảo được 5 triệu đấy đây. Ui giời. Lại cái gì gãy xe à? Để xem lại mối hàn à. Xuống. Gãy xe à? Nguyên đây. Này, đi đâu đây? Đi tổ. Thế buồn cười nhất lúc người ta đỗ ở ngoài, người ta tố không tố đấy, bây giờ lại đỗ để lại đi tố. Nãy chưa mót. À, thế thôi đi. Đi nhanh nhá. Không người lại, ấy nó muộn tối. Ây da. Kích bình võng đây. Kim Sơn đây. Mình cũng phải tiết kiệm 2 năm chợ người. Làm con này chở bu cháu đi chợ cho máu. À, xong chưa? Này, đi. Xong chưa? Xong hay chưa mà kệ tôi. Ôi, lạ nhỉ. Anh em vừa mới nói chuyện tình cảm rồi quát. Trời ơi, tối tăm trên. À đây rồi. Khổ quá thì tối tôi nhanh lên xong rồi để đi. Đưa tôi về, đi. Đưa đây. Này. Đưa 5 triệu đây. 5 triệu nào chú? 5 triệu đây. 5 triệu nào chú? Tôi nói đùa thôi. Này tôi không đùa nữa. Nhìn thấy ôi giời ơi, chú ơi, gạch chú vẫn đi này. Gạch là nguy hiểm lắm nhá chú nhá. Tôi không đùa đâu đấy. Đưa 5 triệu đây. Ôi chú ơi, tôi không có 5 triệu đâu. Tôi không có 5 triệu đâu. Đưa đây. Không. Nhanh lên chú ơi, tôi xin chú. Không biết là phân thân. Ôi giời ơi, tao tím rồi này. Để ở đâu? Tiền đâu? Không phải tiền để trong túi này không? Bây giờ tôi bảo thế này nhá, ông ngồi yên ở đây, tôi gọi cho ông cái xe ôm khác, ông mở kêu lên, tôi đã bóc vật chứ? Xe sao này? Vừa nãy đi ngon cơ mà.
tiền của ông thì vợ con ông chết chứ không sống được đâu nhá, thằng xe ôm nhá. Tay tôi chú tỉnh dậy đi. Chú xe ôm tên là Tuấn ơi. Chú đừng chết mà chú tỉnh dậy, chú đưa tôi về với vợ với con chú ơi. Mày quá. Chú ơi, tôi xin lỗi chú nhá, tôi nhớ tay tôi tại vì chú cũng đưa tôi vào cái bước. Ông vừa đập tôi đúng không? Không không, tôi xin lỗi chú. Ông vừa đập tôi đúng không? Ông, tôi xin lỗi chú mà tôi lỡ tay, tôi xin lỗi chú. Tiền đâu đưa đây? Ôi, tôi không có tiền. Tiền đâu đưa đây? Ôi, tôi không có tiền đâu chú. 4 triệu tôi cũng được. Ôi, 4 triệu tôi cũng không có, tôi lạy chú. 2 triệu thôi. Ôi, tôi lạy chú mà 2 triệu tôi cũng không có. Nhảy lên! Chú ơi, tôi xin chú, còn tôi cháu nó đang nằm viện. Ông tưởng Minh Thuận ông nằm viện à? Chú ơi, con tôi cháu nó bị ung não tùy. Cháu bị di chứng chất độc màu da cam. Tôi mà không mang số tiền này về thì cháu nó chết mất chú ơi. À. Tám chín năm tiếng chiêng trở về, hai vợ chồng thì mong mỏi có một đứa con, mà ông trời ông bắt tội cháu, ông có cho cháu được làm người đâu chú. Con em cũng bị ung não tùy, cháu cũng bị di chứng chất độc màu da cam. Cả tháng trời hết triệu bạc thuốc thang, xoay trong nhà chỉ có vài chục ngàn. Chuyện vừa rồi em thành thật xin lỗi mà, vì em cũng là bộ đội phục viên mà. Bác lên xe đi, em sẽ chở bác về tận nhà. Em không lấy tiền của bác đâu. À, chú chờ anh một tí. Ôi kìa bác. Bác, em lấy. Không lấy tiền của bác đâu. Cầm lấy về lo cho em cháu. Em không lấy thật mà. Anh bảo cầm lấy, anh có đây rồi, anh có đây rồi. Này bây giờ anh bảo thế này nhá. Bây giờ chú chở anh về nhà anh vào viện thăm con anh. Vâng. Rồi lại chở anh lên Hà Nội vào viện thăm con chú. Vâng. Ôi, không khóc nữa. Linh mà. Anh là có kinh nghiệm về cái bệnh nằm đấy. Vâng nhá, bác lên xe đi. Đi cẩn thận nhá. Vâng. Nào, ta đi chú. Quý vị vừa được thưởng thức tiểu phẩm Xe ôm do